Chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư và các bạn. Đây là căn nhà vị trí góc hai mặt tiền, đường số 5 và đường số 14, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà này có vị trí rất là đắc địa, gần ngay với nút giao đường Nguyễn Thị Thập và đường Hoàng Trọng Mậu. Đối diện căn nhà là văn phòng công chứng Nguyễn Văn Tuấn. Và từ vị trí căn nhà đi ra siêu thị Lotte Mart chỉ cách khoảng 400m. Quý anh chị và các bạn đang coi video nhớ cho chúng tôi một like và đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi. Căn nhà này có thông tin chi tiết như sau. Diện tích đất công nhận trên sổ hồng của căn nhà này là 137,5m2. Và diện tích chiều ngang là 7,5m, chiều dài là 20m. Như căn nhà này là căn góc, nên khoảng lùi trước nhà là 4,6m và lùi sau nhà là 2m, bên hông nhà là 2m. Căn nhà này có kết cấu xây dựng gồm một tầng hầm, tầng trệt, hai tầng lầu cộng với tầng áp mái. Căn nhà này nhà có thang máy, thiết kế chống sàn, kết hợp vừa để ở, vừa làm văn phòng công ty. Căn nhà này rất thích hợp để làm văn phòng, bán cà phê, nhà hàng, quán ăn và kinh doanh rất nhiều ngành nghề. Diện tích sàn xây dựng của căn nhà là 71m2 và tổng diện tích sàn sử dụng là 386,6m2. Hướng của căn nhà này là hướng Tây Bắc. Căn nhà này hiện chủ nhà đang gửi chúng tôi chào bán với giá là 43 tỷ, giá còn thương lượng. Căn nhà này sổ hồng hoàn công đầy đủ, mua bán công chứng và giao dịch được ngay. Căn nhà này trước chủ nhà cho thuê ở tầng trệt làm quán cà phê. Ở quán này thì lúc nào cũng đông đúc bởi trước nhà là văn phòng công chứng, nên khách thường ghé đây rất là đông. Hiện nay chủ nhà đã lấy lại và ở trên đang cho công ty dầu khí Nam Long thuê làm văn phòng công ty. Căn nhà này nằm ở vị trí góc hai mặt tiền, đường số 14 và đường số 5 là một vị trí rất là đẹp và thông thoáng. Quý anh chị đứng ở ngoài đường Nguyễn Thị Thập nhìn vào là thấy vị trí của căn nhà. Căn nhà này quý anh chị kinh doanh buôn bán hay làm văn phòng công ty rất là thuận tiện. Đường số 5 trước nhà là tuyến đường thông nối từ đường D4 cắt ngang qua nhiều tuyến đường nội khu ở trong khu Him Lam và cắt ngang qua trục chính đường Nguyễn Thị Thập, kết thúc ở tuyến đường số 20 ngay trường quốc tế Việt Úc. Đường số 5 có lộ giới rộng là 14m. Còn tuyến đường số 14 bên hông nhà là tuyến đường rất là đẹp, có lộ giới rộng là 12m, nối từ đường số 1 đi ngang qua hồ sinh thái trên đường số 3 kéo dài tới đường Hoàng Trọng Mậu. Khu dân cư Him Lam này có vị trí giao thông rất là thuận tiện để đi lại qua các quận huyện và cũng là cửa ngõ vào trung tâm thành phố từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Tiện ích xung quanh nhà rất là nhiều như hệ thống tài chính ngân hàng, trung tâm thẩm mỹ viện, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp có đầy đủ ngay trong khu Him Lam. Kế bên là siêu thị Lotte Mart, trung tâm thương mại SC Vivo City, trường Đại học The Mid, Đại học Cảnh sát, Đại học Tôn Đức Thắng. Từ khu Him Lam, quý anh chị muốn đi về chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ chỉ cách khoảng 4km. Quý anh chị và các bạn quan tâm tới căn nhà vui lòng liên hệ cho chúng tôi để đặt lịch đi xem nhà. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở các tập tiếp theo.